Xin chào mọi người, thì hiện giờ mình đã chị nám được khoảng 1 tháng rồi và mình sẽ chia sẻ cái hành trình chị nám của mình dành cho mọi người nhé. Vì lúc đầu á, khi mà nhận ra là da của mình đã có hiện tượng bị nám thì mình cảm thấy rất là hoang mang và lo lắng. Sau khi tìm hiểu trên mạng và cũng như là tìm hiểu một số các group khác thì mình đã quyết định là đi tới là viện da liễu. Nó là một cái clinic nhỏ thôi, và sau khi đó mà mình đã khám rồi thì da của mình như bây giờ các bạn thấy nè, nó vẫn có những cái đốm nâu nhỏ nè, đốm này nó cũng xuất hiện đó nè, mọi người thấy không? Nó xuất hiện ở trên da tay của mình và xuất hiện ở trên da mặt của mình. Hiện giờ mình đã có một bôi kem chống nắng rồi nhưng mà nên là nó thấy nó mờ hơn. Mình cũng có những cái tấm hình mà trước khi mà mình điều trị á, thì khi mà mình tới clinic á, thì mình nhận được một cái dạng thuốc như thế này. Mình cho mọi người coi nhé. Nó bị ngược rồi. Và mình đã mua một tuyết thuốc này trị giá 2 sen. Và mình tuyết thuốc này là chỉ có bôi ở trên da thôi. Và ban đêm một lần duy nhất một ngày. Còn cái tuyết thuốc này á, còn cái dạng uống này á, thì uống một ngày là 2 viên. Và khi mà mình tìm hiểu ra thì cái thuốc này là nó là một cái dạng làm sáng da, làm mở vết thâm, hay là nói chung đại loại nó là một dạng thuốc có chứa thành phần là vitamin C. Và mình cảm thấy là mọi người rất là lo lắng cho cái làn da chị nám của mình, nên là mình đã quyết định là làm cái chia sẻ này để up lên để cho mọi người cùng tham khảo và cùng đi cùng mình trong suốt quá trình chị nám ha. Nhưng mà cái kẻ thù số 1 của chị nám khi mà mình hỏi bác sĩ á, thì nó là ánh nắng mặt trời. Như là cái nhà của mình á, thì hết nguyên một cái dọc này luôn là ánh nắng mặt trời nó chiếu vào, tại vì nhà mình để là cái dạng không gian mở nên là toàn bộ là cửa kính hết, nên là cũng rất là khó khăn cho mình. Nên là bây giờ ở nhà là mình phải bôi kem chống nắng một cách thường xuyên luôn. Thì khi mà mình uống cái thuốc này vô thì nó hơi chua, thì lúc đầu mình không biết nó là C, thì khi mà mình tìm hiểu thì mình mới biết nó là C. Nó chứa thành phần là C nhiều nhé, chứ không phải nó là vitamin C. Rồi sau đó thì đây là cái thuốc nữa của mình mua ở tại cái clinic luôn. Cái thuốc này có 6 gram thôi, nhưng mà có khoảng 2 cm gì đó mình quên rồi. Và mình chỉ bôi, mọi người coi nè, nó chút xíu bằng ngón tay à. Không dám bôi nhiều luôn á. Những cái chỗ nào mà có vết thâm, có vết nám á, thì mình sẽ bôi lên thôi. Bữa trước á, ở trên cái chỗ này của mình nè, cái thành mũi này nó có 2 cái vết rất là dày. Thì mọi người bây giờ mọi người cũng có thể thấy nè, cái vết màu nâu ở đây nè, ngày trước nó còn một vệt ở đây nữa mà bây giờ nó đã hết rồi đó. Nhưng mà mọi người nhớ là phải bôi kem chống nắng thường xuyên ha. Với lại thêm một phần nữa, cái này là mình không bán hàng ha, cái này là chị chồng của mình có chia sẻ với mình về một cái này, mọi người có thể tìm mua được nó trên Amazon. Nó là dạng vitamin C tổng hợp, nó là dạng vitamin C liều cao. Thì cái này là cái công nghệ mới nhất hiện giờ luôn. Thì cái công nghệ mới nhất này là khi mà các bạn, cái này là chị chồng của mình là người Nhật, thì bà có chia sẻ lại là cái loại vitamin C này nè, thì khi mà mình uống những cái loại vitamin C thường khác, khi mà các bạn uống xong á, thì nó sẽ đào thải khỏi cơ thể qua dạy như là đi tiểu hay đi vệ sinh hay như thế nào đó. Nhưng mà riêng cái dạng vitamin C này thì nó sẽ còn ở lại trong tế bào của cơ thể. Và cái này nó là công nghệ mới nhất hiện giờ luôn, và những cái loại khác nó không thể làm được. Cái này nó là, mọi người, non-GMO, sugar-free, gluten-free, vegan. Đây là nó thích hợp với những người ăn kiêng luôn. Nó tên là Lipo-C, mọi người chú ý phải đọc thành phần nhé. Tại vì có rất là nhiều C dạng gel, nhưng mà có nhiều loại rẻ hơn. Nhưng mà những cái loại đó hình như là nó không có, thành phần nó không có giống cái loại này. Thì khi mà mình tìm hiểu tại sao nó lại là vitamin C gel, thì nó, cái loại vitamin C liều cao tổng hợp này nó chỉ có thể tồn tại được ở dạng gel mà thôi. Còn khi mà mình nén nó lại thì nó sẽ không còn... không cần có tác dụng nữa.
đây là mình đã tìm hiểu rồi, mọi người có thể mua nó trên Amazon hoặc là những cái chỗ nào mà mọi người có thể tìm ra. Tại vì mình không có bán hàng, thì lần trước có một lần mà mình tìm trên Amazon thì nó đã sold out hết toàn bộ rồi. Nên là mình đã đặt từ bạn mình ở bên Mỹ gửi qua đây cho mình. Giá tiền ship cũng khá là mắc. Mình quên nói giá cái này. Giá cái này khoảng 4 sen rưỡi hoặc 5 sen như thế nào đó. Thì mình nhớ cái này là mình mua 4 sen rưỡi. Tại vì mình mua một lần là khoảng mấy hộp để mình uống luôn á. Cái này một ngày á, thì uống một lần duy nhất vào buổi sáng. Và vào nếu mà ai có điều kiện hơn thì có thể uống thêm một lần nữa vào buổi tối, nhưng mà chú ý là phải uống khi bụng đói, khi đó thì nó mới thẩm thấu vào trong ruột và trong cơ thể của mình được. Với lại thêm nữa là khi mà các bạn uống vào buổi sáng sớm, là khi mà mùi vừa mới tỉnh dậy luôn, thì các bạn chế nước ra một cái ly, cái ly của nó đây, chế nước ra một cái ly nhỏ, mình có cái ly của nó luôn nè. Chế nước ra khoảng nhiêu đây đây ha, xong rồi sau đó mình mới mở nó ra. Cái gói nhỏ trong nó như thế này nè, mình khui nó ra xong rồi mình mới đổ nước. Nhớ là phải đổ nước vào trước rồi mới đổ cái này vào sau, thì khi đó là nó không có bị dính ra cái ly rất là nhiều, và sau đó mình uống một lần luôn ha. Ok, thì một cái gói này nếu mà tính nó tiền tỷ khoảng 50 nghìn một gói, thì thôi cứ coi như là các bạn có thể uống trà sữa gì đó. Thì thay vì đó mình uống vitamin C. Nhưng mà có một điều nữa nha, khi sau khi mình uống cái này xong, mình không biết, tại vì mình uống hai cái loại này một lúc, nên là mình không biết cái loại nào làm cho da mình nó sáng hơn. Cái da mặt mình nó có sáng hơn, và như các bạn thấy là để sau này mình sẽ chia sẻ luôn cái tấm hình mà khi mà mình bắt đầu mình trị nám. Thì cái vết ở trên này nè của mình là nó mờ luôn. Cái vết ở phía bên này nè, thì ngày trước nó cũng đậm đậm như vậy nè, nhưng mà nó thành vệt thế này. Bây giờ nó còn hơi mờ mờ, mọi người thấy không? Bây giờ nó mờ hẳn luôn, và mình cảm thấy oh my god, nó rất là tuyệt vời đối với mình, với da tay của mình. Đó mọi người, khi mà tàn nhang nó tối là nó rất là dễ sợ, tại vì cái nhà của mình nó quá nắng. Và mình sau khi mà mình sinh con xong thì da mình có yếu đi, và mình đã không có chăm sóc da nhiều và không có trị kem chống nắng rất là nhiều, nên là đó là cái hậu quả mà mình phải chịu. Nên là mọi người phải chú ý nhé, kẻ thù số 1 của làn da là ánh nắng. Và mọi người không muốn bị nắng, không muốn bị nám và không muốn nám nữa, thì hãy bôi kem chống nắng. Phải bôi kem chống nắng. Cái video này là mình làm là mình thực sự là mình không hề ví dụ như là dàn dựng hoặc là để câu view gì hết. Tại vì khi mà mình xong suốt quá trình mình tìm hiểu, mình không cảm thấy ai được share được cái điều nào đúng. Nhưng mà mọi người có thể là mọi người hay uống cái Chansino á, thì mình thấy giá nó khá là mắc. Nhưng mà mọi người, một số bạn á, thì bảo là nó không có tác dụng nhiều. Nên là mình đã quyết định là mình đi tới bác sĩ và mình kêu là ta bị nám. Rồi sau đó bác sĩ mới hỏi mình một câu là mày không bôi kem chống nắng đúng không? Thì mình mới kêu là ok, tại vì thế này thế kia, rồi ok, cái đó lỗi của tao. Thì bác sĩ kêu là bây giờ mày phải bôi kem chống nắng kể cả tay của mình, tại vì bây giờ ánh nắng rất là mạnh, nên là mày phải bôi kem chống nắng rất là nhiều. Ok, sau bây giờ tao sẽ cho mày một dạng viên uống và một dạng viên bôi. Viên uống này là có bảo hiểm nha mọi người. Mình mua, mình quên rồi, nhưng mà rẻ lắm. Chắc dưới 1 sen khoảng 500 hoặc 600 yên gì đó, rẻ lắm luôn á nha. Mà mình uống trong vòng 2 tháng, và mình đã uống được 1 tháng rồi đó. Nên bây giờ mình mới chia sẻ đó. Và một cái tuyết kem bôi này, thì tuyết kem bôi này nó không có bảo hiểm. Nó chỉ giá khoảng 2 sen mấy, mà mình lúc đó mình kêu ok tao mua luôn rồi. Mình quá sợ, và mình sợ nó bị thâm nhiều hơn á. Nên là những cái vết này nó bị thâm nhiều và bị đậm nhiều á, thì nó khó chữa hơn là những cái người mới bị phát lên. Tại vì cái da của mình nó khá là mỏng, nên là khi mà nó vừa hơi nâu một chút xíu và nó nâu, lúc đó mình không có biết, mình chỉ cảm thấy là sao tự nhiên cái da của mình giờ này nó chấm chấm mà dạy như là nó bị sạm mà ấy gì nhiều á. Nên là mình mới bắt đầu mình xem lại cái bàn tay của mình, mình thấy bắt đầu những cái đốm, rồi mình mới nghĩ là ôi chết rồi, thì bị là tàn nhang rồi. Rất là sợ. Mình không dàn dựng nên là mình nói rất là lung tung, như là mọi người thông cảm cho mình ha. Khi mà mình uống cái này, có một điều nữa xảy ra và mình rất là happy về điều đó. Mình không biết là do mình tưởng tượng hay là không nha, nhưng cái quầng thâm dưới mắt của mình nè, nó hết. Nó không phải hết nha, mà nó bớt nè. Nên
nó bớt trời ơi, ngày trước cái mắt mình á dưới này nó thâm lắm luôn á mọi người, nên mọi người uống thử nhé, mọi người thông cảm cho mình nha, tại vì mình sau khi mình quay video này mình sẽ up lên luôn. Kênh YouTube của mình là kênh YouTube không tốn tiền, không có dạy như là không có quảng cáo hoặc là không có để kiếm tiền, nên là mình up lên những cái gì chọc mình chia sẻ với cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Xin cảm ơn mọi người nhé, bye bye. Chúc mọi người có hành trình chị nám thật là suôn sẻ nhá. Và nếu như mà mọi người có gì lo lắng thì có thể để lại dưới comment cho mình. Nếu như mà mình có thời gian thì mình sẽ cố gắng trả lời mọi người. Nhưng mà tại vì hiện giờ mình có 2 con, và bây giờ mình sẽ up liền cái video này luôn cho nóng, và mình sẽ không cần phải chỉnh sửa gì hết. Bye bye.